phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ. Trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ ngày 3 tháng 6 đã chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công Mỹ. Trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của Không quân Mỹ, USAF, Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công Việt Nam đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Mỹ tại căn cứ Không quân Columbus. Tiếp theo sẽ là Trung úy Doãn Văn Cảnh, người hiện đang theo học chương trình lãnh đạo hàng không, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Thông báo nói thêm, Không quân Mỹ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo hàng không trong tương lai. Chương trình lãnh đạo hàng không là một chương trình của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hỗ trợ đào tạo và huấn luyện phi công của lực lượng không quân các quốc gia thân thiện, đang phát triển. Đánh giá về quan hệ quốc phòng với Việt Nam, trong cuộc trao đổi qua điện thoại sáng ngày 3 tháng 6 với các phóng viên khu vực từ Singapore sau đối thoại Shangri-La, bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác mạnh về quốc phòng của Mỹ tại khu vực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bán 30 từ máy bay không người lái trinh sát Scaniger cho 4 quốc gia ASEAN là Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam với tổng trị giá 47 triệu USD. Việt Nam dự kiến sẽ nhận 6 máy bay trị giá tổng cộng 9,770 triệu USD. An Bình, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.